Liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi ở Yên Bái đi lạc nhiều ngày, ngày 21 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, hơn 10 giờ sáng cùng ngày, ông Lý Văn Nằng, trú tại thôn Bo, xã Lăng Thíp, đi rừng thì phát hiện có cháu bé đi lạc và đã đưa về nhà ông chăm sóc, đồng thời báo tin cho chính quyền xã Lăng Thíp. Sau khi xác nhận đây là bé trai đi lạc từ chiều ngày 17 tháng 8 tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, xã Lăng Thíp đã thông báo cho xã Lâm Giang xác nhận và đón cháu bé về với gia đình. Theo đó, ông Lý Văn Nằng, 52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên, người tìm thấy cháu bé cho biết, vào sáng cùng ngày, ông và 6 người khác tại thôn đi phát lương quế của gia đình ở trong rừng. Trước khi đi, ông Nằng cùng mọi người mang cả cơm nắm đi để tiện ăn uống, không phải di chuyển quãng đường xa để về nhà. Khoảng 11 giờ 30, trong lúc ông cùng mọi người đang nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, thì có một người trong nhóm đi vệ sinh, cách điểm nghỉ ngơi khoảng 200 mét, hốt hoảng chạy về và nói nghe thấy tiếng trẻ con vừa khóc vừa kêu. Mọi người khi đó cũng rất hoang mang, liền bảo ông Nằng mau đứng dậy ra xem tình hình. Sau đó, ông Nằng tiến lại gần khu vực đồi sắn, thì đúng là có tiếng trẻ con đang khóc. Ban đầu, mọi người sợ tưởng ma, khi lại gần ông mới phát hiện ra một bé trai mặc quần áo đỏ ngồi trong bụi sắn. Theo ông Nằng, thời điểm phát hiện, cháu bé nói rằng bản thân bị đi lạc trên rừng đã 4 đến 5 hôm nay và chưa được ăn uống gì. Người đàn ông 52 tuổi cũng chia sẻ, chưa bao giờ gặp tình huống nào như vậy. Ông Nằng cũng cho rằng cháu bé sống sót được trong 4 ngày bị đi lạc trong rừng quả là điều kỳ diệu. Trước khi về nhà, bé trai Đặng Tiến Lâm đã được chính quyền xã Lâm Giang và gia đình đưa vào trạm y tế xã để khám sức khỏe. Qua lời kể của Lâm, trong những ngày đi lạc trong rừng, em cũng rất sợ. Do không xác định được phương hướng nên cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương. Em nói trong những ngày đi lạc, lúc đói thì lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, đến tối thì bạ đầu ngủ đấy. Vì sống ở vùng rừng núi nên em biết cây hay lá nào có thể ăn được. Sau chuỗi ngày ổn định, giá vàng miếng đã bất ngờ tăng vọt. Cụ thể, giá vàng miếng SJC đã tăng lên 81 triệu đồng mỗi lượng, cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn từ đầu tháng 6 năm 2024. Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng lên 81 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng chiều, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 81 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 79 triệu đồng một lượng. Theo quy định, 4 nhà băng quốc doanh và công ty SJC được phép bán chênh tối đa 1 triệu đồng so với giá họ mua từ ngân hàng nhà nước. Như vậy, mức bán từ các cơ quan quản lý cho các đơn vị kinh doanh khoảng 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 77,05 đến 78,35 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 150.000 đồng cả hai chiều trong phiên hôm qua. Chiều mai ngày 22 tháng 8 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo quy định. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có khả năng quay đầu giảm theo xu hướng của thế giới. Và nếu không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm từ 500 đến 580 đồng một lít. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai, ngày 22 tháng 8, có khả năng sẽ giảm. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn xăng dầu, thì giá xăng dầu ở trong nước có thể giảm từ 500 đến 580 đồng mỗi lít, còn giá dầu diesel dự kiến giảm từ 420 đến 520 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng có thể giảm ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác thì các mặt hàng ở trong nước sẽ quay đầu giảm sau khi được điều chỉnh tăng nhẹ vào kỳ điều hành tuần trước, tức ngày 15 tháng 8. Phải tới 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội mới kết thúc. Kết quả sau 10 vòng đấu giá thì có lô đất trúng giá hơn 133 triệu đồng một mét vuông, thấp hơn 18 lần giá khởi điểm. Đây là phiên đấu giá kỷ lục về thời gian trả giá khi mà trải qua tới 19 tiếng đồng hồ thì mới tìm được người trả giá cao nhất. Khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 8, phiên đấu giá bắt đầu tiến hành, cho đến 12 giờ đêm vẫn chưa thể kết thúc. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức,
tính đến trước ngày đấu giá đất đã có hơn 700 bộ hồ sơ và khoảng 400 khách hàng tham gia đấu giá. Để sở hữu lô đất, nhà đầu tư phải trải qua tối thiểu 6 vòng trả giá, mỗi bước giá tối thiểu 6 triệu đồng một mét vuông. Hiện tại thì đã là 1 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên thì phiên đấu giá 19 lô đất tại huyện Hoài Đức thì vẫn đang tiếp tục diễn ra và chuẩn bị bước sang phiên thứ 9 với mức giá khởi điểm là 7,3 triệu trên 1 mét vuông. Hiện tại thì có lô đất đã lên đến 127 triệu trên 1 mét vuông. Nhiều người dân thì cũng đã viết đơn xin rút cọc vì cho rằng mức giá hiện tại đang quá cao và không phù hợp. Cũng theo nhiều người tham gia đấu giá thì phiên đấu giá này sẽ vẫn phải tiếp tục cho đến sáng ngày 20 tháng 8 mới có thể có được kết quả cuối cùng. Dù đã là đêm muộn, nhưng tại khu sân trong Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức vẫn có hàng trăm nhà đầu tư. Mỗi người tranh thủ khoảng thời gian kiểm phiếu để ăn mì hộp, bánh mì, lấy sức để tiếp tục tham gia vòng đấu giá tiếp theo. Rất là mong muốn là hôm nay là có cơ hội để chúng chỉ cần một thửa đất ở đây với giá tốt mà thôi, nhưng mà dự kiến là cũng chưa khó có thể là có giá dưới 100 được, dưới 100 triệu một mét vuông được. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng bám trụ đến vòng đấu giá cuối cùng. Nhiều người đã bỏ cuộc ra về vì theo cách nói của một số nhà đầu tư, ra về là giá đất quá chát, quá ảo. Thật sự là trong tâm của tôi rất lo lắng là mọi người đấu xong thì có đủ tiền để đóng không? Và khi nộp xong rồi mà để mua xây nhà để ở thì không hiểu là có phù hợp với họ không? Và nếu như mà để kinh doanh mua đi bán lại thì không biết bao giờ mới thu hồi được vốn. Cho nên là tôi quyết định dừng cuộc chơi ở đây, bởi vì là với mức giá như thế thì với tôi là không phù hợp. Mức giá là đã kịch trần rồi, không còn khả năng sinh lợi nhuận nữa. Nếu như đầu tư thì nó không có sự bền vững, cho nên là đến lúc này là lúc phải dừng lại. Vào lúc 4 giờ 30 phút, vòng đấu giá thứ 9 đã tìm được người trả giá cao nhất. Lô LK03-12, lô góc 3 mặt tiền, có diện tích 113m2, được trả cao nhất là 133,3 triệu đồng mỗi mét vuông. Tương đương giá trị mảnh đất này là hơn 15 tỷ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng mỗi mét vuông, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp 18 lần. 16 lô còn lại có giá trúng từ trên 97 triệu đồng đến gần 128 triệu đồng mỗi mét vuông. Hai lô trúng thấp nhất ở mức giá trên 91 triệu đồng mỗi mét vuông. 19 lô đất đấu giá tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, nằm gần khu vực đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Nơi đây được đầu tư đồng bộ hạ tầng đường giao thông, điện, thoát nước. Tuy nhiên, xung quanh các lô đất, cơ sở hạ tầng vẫn hạn chế. Trong thời gian tới, huyện Hoài Đức cho biết sẽ tiếp tục bán đấu giá hàng chục lô đất còn lại của khu vực này.